Hello, chào bác. Vâng thì trên tay em hiện tại đang là một chiếc Xiaomi có tên là Xiaomi CC9. Cái này thì chắc các bác có lẽ là rất là nghe ít nói đến đúng không? Bởi vì là chiếc CC9 này là khá là hiếm ấy. Mà nó ra mắt cái đây khoảng 2 năm rồi, thời gian đó thì giá của nó rất là cao. Điều đặc biệt của chiếc máy này là của Xiaomi và khá là đẹp này, các bác nhìn thấy nha. Logo của Xiaomi nó sẽ nhấp nháy 7 màu đây này. Đấy, rất là đẹp này, trông rất là hiện đại nha. Và một điều là chiếc máy này của em đang bị hỏng màn hình. Em đang bị hỏng màn hình các bạn. Cái màn hình của cái máy này đã hiếm và cái màn hình của nó rất là hiếm luôn và rất là đắt. Em có ra ngoài trung tâm bảo hành của Xiaomi hỏi thì họ báo em là 2,8 triệu. 2,8 triệu phải không em nhỉ? Hôm nay hỏi cái màn hình của C9 đi là 2,8 triệu nhỉ? À C9 thường đúng không? Là 2,8 triệu. Mà con máy này thì chắc là không có giá trị gì mấy, thành ra là em lại lên Shopee em tìm và đặt. Thì vì sao em phải làm? Bởi vì là cái đợt vừa rồi em đặt cái màn hình của con này này thì nó có rất là nhiều cái vấn đề, đó là em đặt này, một cái này, hai cái là tại Việt Nam ship về thì toàn bị nhầm rồi. Có nghĩa là ở trên này thì người ta đều ghi là Redmi 3A, Redmi 3A này, A3, Mi CC9. Đó, nhưng khi em nhận được thì người ta ghi là Redmi 3 nhưng hoàn toàn là nhỏ hơn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai cũng đặt ở trong thành phố Hồ Chí Minh ship ra và cũng bị như thế luôn. Đây. Cũng bị như thế các bác nhá, cũng đều không phải là màn hình đúng của nó. Thì em có liên hệ thì người ta bảo là đây, lúc em nhìn nhá. Em tháo ra ấy, thì nó là cái chiều ở cáp nó nằm như này, nhưng mà khi em nhận được thì cái chiều ở cáp nó lại nằm ngược lại, đây nó nằm như này thì nó lại bé hơn và không phải. Thì em nghĩ có lẽ là bị nhầm. Thêm với vấn đề mua hàng linh kiện điện thoại trên Shopee rất là nhiều vấn đề, nhiều khi nhận không đúng như được cái là Shopee người ta vẫn đảm bảo quyền lợi người mua là em hoàn lại được và người ta đã hoàn lại tiền cho em đó, người ta đã hoàn lại tiền cho em ok hết tất cả rồi, và em quyết định là em vẫn phải mua bằng được cái màn hình này. Sau đó là em đã lên trên Shopee Trung Quốc và đặt. Thì đây, Shopee Trung Quốc đặt thì đắt hơn một chút nha. Có một điều là nó còn liền khung luôn, có nghĩa là liền khung màn hình luôn. Và em đã đặt, em là cái sản phẩm này em nhận là em đặt là màu bạc đúng theo cái máy của cái màu này, đúng cái màu của cái máy này và có đầy đủ màn hình ở trên. Thì đây là ghi LCD và em được biết là cái màn hình này vì sao đắt, bởi vì cái màn hình này là màn hình AMOLED và có thể có dùng được vân tay trên màn hình. Và khi mà đặt màn hình LCD về thì nhiều khả năng là nó sẽ không dùng được vân tay nữa, nhưng cái vấn đề này mới bắt buộc chấp nhận thôi, bởi cái máy này bây giờ chả đáng giá bao nhiêu cả, mà thay 2,8 triệu để dùng vân tay chả làm cái gì đúng không. Thế nên em đặt em mua và ngày hôm nay em nhận được, thì nay em phải làm clip hàng ở Trung Quốc này và là đặt được cái gói rất là xịn ở đây đó, này được ship từ Trung Quốc về nha. Đấy là các bác nhìn thấy, em phải che cái tên của em đã. Đấy, em phải che không để lộ. Đây các bác nhìn thấy nha, là màn hình cả bóng LCD thay thế cho Mi 9 Lite CC9 đó, và màu bạc nguyên khung đó, các bác nhìn thấy nha. Và giá của nó hiện tại có 750.000 thôi, so với cái việc mà mình thay chính hãng là 2,8 triệu rất là rẻ. Và cách hôm nay em sẽ làm một clip này là thứ nhất là nói về cái vấn đề mua hàng như vậy, thứ hai nữa là em sẽ làm clip hướng dẫn các bác thay cái màn hình của con này luôn, bởi vì rất là dễ. Em đã từng làm clip thay cái màn hình của con Redmi K20 mình mua 2,8 triệu trên Shopee ấy. Vậy thì bây giờ em sẽ thay con này giá 750.000 thôi, màn hình LCD sẽ nó khác như nào nhá. Bây giờ em sẽ mở hộp cho các bác xem đấy nhá. Thì ở Trung Quốc người ta đóng hộp rất là cẩn thận đây này, người ta có niêm phong đàng hoàng và bên trong nó là hộp xốp nhá. À, thì bây giờ em sẽ cắt ra xem thế nào nhá. Đây, có mấy lớp túi liền mà túi của nó cũng khá là xịn, hoặc tem băng dính niêm phong các kiểu nữa. Này mà nhận mà mình không đúng đúng như màn hình ở Việt Nam gửi không đúng thì còn cười lắm, chắc chắn là phải vứt máy này thôi. Này có cả hộp xốp nha, tay trong hộp xốp lại niêm phong tiếp một lớp băng dính nữa này đó. Mà thực ra là đặt cái này rất là nhanh, em cứ tưởng là lâu, bởi vì lần trước đặt ở Việt Nam bởi vì nghĩ là Việt Nam ship nhanh, nhưng cuối cùng là đặt hai lần liền đều dính phải cái màn hình ngoài, không à, cái màn hình không phải là màn hình xịn của nó, màn hình của máy khác, rất là buồn. Đặt Việt Nam xem thử này, xem thời gian ship là bao nhiêu lâu nha. Đây này, thời gian ship này, đâu nhỉ, từ ngày từ đặt từ ngày 14 tháng 4 mà đến hôm nay 22 tháng 4 là đã nhận được rồi đó, cũng rất là nhanh, mất một tuần thôi. Đây nguyên xốp nha, bên trong lại thêm một lớp bằng cái niêm phong tiếp này đó, mà không biết có phải là đúng màn hình của CC9 không, nhầm tiếp được một trời lắm. Này lại thêm một lớp bằng dính niêm phong tiếp này đó, xem nào, thấy như này đúng rồi, chuẩn màn hình của CC9 liền khung rồi đó, các bạn nhìn thấy nha. Đây chuẩn mà đó, bằng luôn và liền khung, ok đã mua chuẩn.
rất là mừng lần này mua ở trên Shopee Trung Quốc thì chuẩn đó. Rất nhiều khi mua ở trên Shopee thì nên chọn linh kiện mà nó phải hỏi kỹ người bán, hoặc là lên chọn ở Trung Quốc thì thường thường người ta sẽ ghi rất là đầy đủ. Ở đây, và đây là một cái màn hình LCD nhé. Màn hình LCD thì sẽ không có vân tay màn hình, bởi vì vân tay nó sẽ dùng cái này này, dùng cái này như này nó liền luôn, các bác có thể nhìn thấy không, mà chúng ta sẽ không dùng được vân tay trên màn hình, bởi vì màn hình LED ấy, thì nó sẽ giống như một lớp kính thôi, thì chúng ta sẽ dùng được vân tay trên màn hình, bởi vì vân tay trên màn hình nó là một cái camera, thế thành ra nó phải có một cái lớp giống như lớp kính trong suốt thì nó mới nhận được cái vân tay của mình. Và bây giờ em sẽ mở cái con C9 này em thay nha. Thì thực ra là mở cái C9 này rất đơn giản thôi, em đã mở sẵn rồi nhưng em sẽ vẫn hướng dẫn qua các bác một lần đây nhá. Để muốn tháo cái này thì các bác cần cho em một cái lò nước xịt 530 này, cái này mình mua ở hàng phụ kiện rất là nhiều này, và cần một cái nhựa cứng cứng là tí, vừa mỏng vừa cứng nha. Thì thường thường em hay lấy ở cái hộp phụ kiện đấy, cắt lấy một cái đường nhỏ nhỏ thôi đó, chờ cắt lấy một cái nhỏ nhỏ dài dài này đó, thì chúng ta sẽ tháo được cái này luôn, không cần cái gì phức tạp cả. Mua với những cái đồ này rất là rẻ, mua cái hàng này hàng phụ kiện là xin luôn cái hộp này. Sau khi cắt xong nhá, và dùng cái này này, dùng cái này chúng ta sẽ tìm một cái điểm yếu nhất chúng ta lách vào, nếu mà không lách vào được thì chúng ta sẽ dùng da lam mà lách được một chút. Rồi chúng ta đút cái này vào nhá, à, như này này, đó, đút vào như này, chúng ta kéo cái chỗ nào mà nặng thì chúng ta sẽ xịt cái nước này vào, đó, thả má xịt đi, vào cái này bay rất là nhanh, không ảnh hưởng điện thoại đâu. À, tất nhiên là chúng ta phải tắt nguồn trước nhá, đó, sau chúng ta xịt vào, chúng ta kéo hết chỗ này chúng ta sẽ nhấc được. Đây thì em đã tháo trước rồi, bởi vì hôm trước em định thay màn hình rồi nhưng mua nhầm, đó, anh nhá. Sau khi cài xong nhá, thì nó xuất ra như này này, à có nhìn thấy không? Chúng ta xuất ra như này, đó. Bây giờ chúng ta cần một cái tua vít 4 cạnh. Một cạnh loại nhỏ như này này, các bác phải cần một cái tua vít 4 cạnh loại nhỏ nha. Đó như này. Đó. Thì sau đó chúng ta sẽ tháo những cái ốc ra. Bởi vì chiếc máy này vì sao em lại muốn hướng dẫn các bác, bởi vì nếu khi các bác thay cả khung ấy thì rất là dễ, còn nếu mà thay độc màn hình không ấy thì khi tách cái màn hình cái khung ra sẽ rất là khó, mà nếu bác làm không làm cẩn thận sẽ ra cái trường hợp đứt tay là chuyện bình thường. Đó. Thế nên là khi mà các bác mà thay cái màn hình này mà nó cả khung thì rất là dễ, là chúng ta chỉ cần tháo hết là được và lắp vào cái mới là xong. Đấy nhá, bây giờ em sẽ tháo nha. Em sẽ làm nhanh cái video này một chút để cho các bác đỡ mất công chờ đợi. Đấy nhá, bây giờ chúng ta sẽ tách hết những cái kết nối giữa main và cái sub này. Đây là cái sub màn hình này. Đó, bóc khéo nha. Đây, tách cái màn hình này trước này, bóc khéo nha. Đó, chúng ta bóc thật khéo là không đứt cái này, là chúng ta phải mua thêm cái nữa đấy. Và cái này là không dễ mua đâu. Đây này. Đấy, rất chắc luôn. Đầy đủ như thế này. Đây, bỏ cái này qua bên. Đây là cái cụm mà có cả loa rồi sóng ấy. Không có đây, sóng sóng đây là vân tay này. Vân tay màn hình nó chỉ là một chiếc camera thôi các bác nhá. Để em quay lại cho bác xem. Đây các bác nhìn thấy chưa? Nếu mà màn hình LED ấy thì cái này nó như một lớp kính thôi. Nó sẽ nhìn xuyên qua được này. Đấy, nó rất tay qua gì đâu, nó xuyên qua được ấy. Ở đây màn hình LED thì nó mới dùng được vân tay trên màn hình, còn màn hình LCD sẽ không dùng được. Đấy nha, mình sẽ bóc ra nhá. Đây là cái anten 6 này, đây là cụm chân sạc này. Đấy nha, muốn nhấc cái này phải có thêm cái banh nhá, quên mất. Đấy thì nó sẽ khéo hơn. Cái ốc ở đây, có đâu cái ốc này bác ạ, mạnh tay quá không có gãy mẹ chân sẵn. Các bác cẩn thận để kỹ ốc nha, bây giờ em còn xót cái ốc. Okay. Đó, chân sẵn này, đây là rung nha.
nó đều dính hết là những cái này, các bạn phải cẩn thận nhé. Đó, rung này, đây là cụm vân tay này, thôi cứ tháo ra, không dùng được nên cứ tháo ra lắp cho đầy đủ. Vân tay này, bây giờ đến pin nhá. Cái pin đó rất là khó, cái pin này bác phải khéo này, bác bậy ra trước này cho em, đừng có bậy quá cong pin là hỏng pin nhé. Bậy chút xíu thôi, bậy chút xíu đâu này lên cho em. Đó, sau đó rút cho này, đây cái này, sau đó rút nha, rút cẩn thận nó đứt nha. Đó, từ từ rồi, từ nhanh quá, nó đứt, đó, nó hết như này rồi. Hai cái là xong, thì nhất là cái pin nó thế này. Đó, nhét được pin ra này, đó các bạn thấy không? Không bị hỏng pin. À, ok, đã nhét được pin này, còn bây giờ đến cái main. Cái này cái bo mạch chủ này, đầu tiên nhắc cái dây ra trước này. Xem có cái ốc nào không, nhìn kỹ xem ở trên này có cái ốc nào không. Đó, không có cái ốc này nha. Đầu tiên là sẽ nhấc cái main luôn rồi nhỉ, nhấc lên được luôn rồi nhỉ. Em nghĩ chắc lên lên luôn, luôn. Tháo khai sinh nó trước này, quên mất. Tháo khai sinh nó trước này. Đó. Sau đó là bậy mày lên, rồi nhấc cả cụm lên được luôn. Dính cái gì đây? Đây là cảm biến này, dây cảm biến này lại. Hồng loại, rồi cảm biến. Tôi sẽ đặt cái nhấc ở cái này ra, tí nhấc xong vậy. Đó, cái này là cái là băng dính tản nhiệt thôi. Đây cảm biến làm rời này các bác này, cảm biến là nó nằm ở trên khu này. Nhấc khéo ra nhé, tí nhấc lại. Đệm camera này. Đệm camera này. Loa trong này. Đó, đây là cái bộ nút, không phải là cái mới là à. Cái màn mới là nó có nguyên bộ nút luôn. Đó, màn mới có nguyên bộ nút luôn nhé. À. Đây không phải là người ta dán sẵn mà người ta có nguyên khung thôi. Đó, cái khung như này thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Khi mà cái màn cũ ấy thì nó là cái màn mới là màn hình LCD, thành ra cái chỗ này ấy là nó sẽ không nhìn được qua được. Chính vì vậy mà cái này sẽ không dùng được vân tay, là điều chắc chắn là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta bắt buộc cái này, em đã cứ tưởng dán sẵn cho mình rồi thì bắt buộc cái này là chúng ta lại phải tự dán thôi. Đó, tự dán chúng ta phải có một loại keo chuyên dán màn hình. Để em lấy loại keo nhá. Đây các bạn nhá. Đây là keo như này này. Gọi là B7000, chuyên là dán màn hình, chuyên là dùng trên điện thoại ấy. Đó, thì là bây giờ là cái này em cứ tưởng là nó đóng dán sẵn cho mình này, hóa ra là nó chưa dán, bắt buộc bây giờ mình phải tự dán vậy. Đó, cái này nó dễ trong cái việc tách khung thôi, tốn thêm mấy chục nữa cũng được cái viền mới. Không biết là cái này có phải là cái này chắc là cái băng dính tản nhiệt thôi, cái này phải dán qua. Đó, cái này đơn giản thôi, chúng ta sẽ thoa keo. Bây giờ thoa keo xung quanh cái này nhá. Đấy. Đó, ở trên cái màn này thì bóc cái lớp này ra. Sau đó chúng ta sẽ cho cái socket của màn hình vào cẩn thận nhé. Sau để màn hình vào là xong.
sau khi dán xong là chúng ta đã có cái màn hình dán khung rồi đúng không? Bây giờ toàn sẽ bóc hết những cái mà liên quan đến cái này là cái băng dính hai mặt đấy, để chúng ta dính được cái đấy thì cứ bóc ra trước đi nhỉ. Đấy, sẽ dính cái loa trước này. Đây cái loa trong này, bóc ra trước này và nhét cái loa trong vào. Đây là nhớ đúng chiều nhá. Ok, cái này có đẹp sẵn rồi. Đó. À, cảm biến nhỏ nhỏ này. Đây, cái này nhét rồi mới khó. Vì nó lại nằm tận trong này. Đó. Nó có cái đẹp này đấy. Bây giờ thì sẽ lắp lên vào trước nhá. Đây, camera trước này. Rồi các cụm xung quanh sẽ để nguyên nhá. Đó, nhét vào như này thôi. Ok nhá. Thì nhét cái anten vào đúng cái đường dây của nó này. Đó, như này. Bây giờ thì đến cái dụng này. Chân sạc. Lắp xong cái rung thì lắp đến chân sạc. Cả băng teng, nếu không có băng teng này là không có sóng nào. Sóng rất là yếu, đây là dây teng ấy. Đó. Và nhớ vặn cái ốc màu đen vào. Vất ốc màu đen nó mất rồi. Đây là. Ốc màu đen là nó sẽ ngắn hơn đấy nha. Đây, cẩn thận lắp đúng ốc màu đen nha. Đó. Bây giờ sẽ dán lên cục pin. Thì cục pin thì các bác có thể dán bằng keo. Em có cái này em cắt ở chiếc iPhone ra, pin iPhone ra. Chỉ cần một bên thôi cho nó sao để thay nó dễ. Đó, từ từ đóng socket pin vào nha. Bây giờ lắp socket màn hình trước này. Lắp socket của cái này trước. Main socket của main vào chân sạc. À, đến màn hình nha. Cẩn thận đứt cái này là mất cái đèn đấy. Nó chỉ mất cái đèn thôi, cho cái khác là không vấn đề gì. Là mất cái đèn thì mất cái đẹp đi, đúng không? Dán cái socket này vào và đóng màn hình vào nhé. À, bây giờ bật nguồn lên xem nào, đóng pin vào này, bật nguồn lên nhé. Đó, nhìn thấy chiếc mi chưa? Màn hình lên bình thường rồi. Đó, có vẻ như hơi tối nhỉ? Không tốt lắm. Không tốt đâu. Máy này cũng nói chung là chất lượng được. À. Ok nha. Cũng nói chung là độ sáng cũng ổn. Màn hình thì cũng khá ok. Mặc dù là không đều màn hình gốc. Không thể nào đều màn hình lép được. Đó, cảm ơn khá là mượt nha. Tầm 750 cái màn này. Không nói tệ đâu các bác. Đó. Và thay rất là dễ nhé. Bây giờ thử màn hình xong rồi thì lắp vào thôi. Đấy. Lại lắp lại cái này.
Ok, xong cái lá ốc xong nhá. Thì chúng ta sẽ dùng cái keo và chúng ta sẽ dán lại một chút để cho nó chặt cái lưng lại. Chúng ta là cái keo này thôi. Đó. Chúng ta thoa đều lên lưng. Dùng cái keo này thì nó có đặc biệt là nó rất là mềm. Nó không như keo A2 nhưng nó rất là chắc. Và thời gian khô của nó tương đối lâu, nó mất phải một ngày nó mới khô hết cơ. Đó, thế nên là khi mà các bác dán xong thì các bác cố định lại bằng băng dính hoặc là dây nịt. Sau khoảng 2-4 tiếng thì các bác bóc ra thì nó là độ dính của nó chắc nhất, nhưng mà sau này muốn thay thế sửa chữa thì nó dễ hơn so với cái việc mà mình dán keo anh hai, sau này mà bóc ra thì nó vỡ luôn kính, cái này thì không bị như vậy. Đó, đặt vào và sau đó là lấy băng dính cuốn vào là xong. Đây, màn hình rất là đẹp nha. Đó, các bạn nhìn nha. Đó, rất là đơn giản, mất hơn 700 là chúng ta đã có một cái màn hình mới và một bộ khung mới. Chẳng may mà cái khung này mà nó bị xước chẳng hạn, hoặc nó bị xấu ấy, thì chúng ta thay khung luôn. Đó. Còn nếu mà trong trường hợp các bác mua được màn không thì chỉ hơn 600 thôi, nhưng mà để tách được cái màn này ra khỏi cái khung này rất là khó này. Và khi tách ra chẳng may bị đứt tay phát thì chả bỏ thêm mấy chục nghìn nữa là chúng ta có thể thay được cả khung mới luôn. Đó, mới nét như này, thấy nha. Và bác lưu ý đây là màn hình LCD và chúng ta sẽ không dùng được cả ứng vân tay trên mình nữa. Đó, chính vì vậy mà em thay xong em chả lắp luôn, quên không lắp luôn rồi. Đó, đây là cả vân tay trên hình, nó là cái camera thôi. Nó sẽ đọc được vân tay khi mà chúng ta để vân tay của chúng ta vào đây. Đó, cái màn hình LCD thì nó không có, màn hình LED thì nó sẽ như này này. Nó sẽ nhìn xuyên qua được và khi chúng ta để vào nó đọc, còn không còn còn LCD sẽ không có. Nhưng mà chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 1 triệu, 2 triệu. Bởi vì cái màn hình em hỏi hãng là 2.8. Mua ở ngoài thì không có, còn màn hình em mua có 700 thì chúng ta sẽ gọi coi như 800 thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 2 triệu. Và công thức cái khả năng thay thì rất là dễ rồi, em vừa làm clip rồi. Và các bác xem, các bác mà không hiểu các bác comment bên dưới thì em sẽ giải thích và em sẽ hướng dẫn các bác cái thay. Còn nếu bác nào mà không làm được nữa thì các bác gửi cho em. Em sẽ đặt màn hình về và em thay. Và em sẽ làm một clip hướng dẫn cụ thể hơn. Và các bác xem thì thấy hay cho em một like nhá và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và các bác xem clip nha. Bye bye.